Chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập cái phần bài tập của cái nội dung bài trước đó là thứ tự thực hiện các phép tính và tính chất chia hết của một tổng. Thì đầu tiên ta đến với mục 1 đó là thứ tự thực hiện các phép tính. Thì các em còn nhớ rằng là gì? Khi thực hiện các phép tính mà có nhiều cái biểu thức tính toán với nhau thì ta sẽ phải thực hiện đi trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Ngoặc là bên trong thì làm trước, ngoặc là bên ngoài thì làm sau khi theo thứ tự ngoặc xong rồi thì ta sẽ lại theo thứ tự là từ trái sang phải và nhân chia trước cộng trừ sau trong đó phép nhân phép chia có vai trò như nhau phép cộng phép trừ cũng có vai trò như nhau được chưa thì đấy là thứ tự thực hiện phép tính thế bây giờ ta có này điền số tích hợp vào ô vuông ở đây có phép nhân rồi lại có phép cộng đúng không đấy ở đây có phép nhân rồi lại có phép cộng thì các em để ý xem là ta sẽ phải điền cái ô số gì vào cái ô này để sao cho kết quả là 60. Thế thì lấy 60 chia 4 ở đây ta sẽ được là 15 đúng không? 15 x 4 60. Thế số nào cộng 3 bằng 15? Thì ta sẽ điền được là 12. Đúng chưa? Đó. Tương tự. Trừ đi 4 bằng 11. Trừ 4 bằng 11 thì đương nhiên phải là 15. Và nhân 3 để bằng 15 thì đây là ô số 5. Đấy, những cái bài này rất là đơn giản thôi. Điền số này, 1 bình thì bằng 1. 2 bình thì bằng 4, bằng 1, cộng 3. 3 bình bằng 9 thì bằng 5, cộng 3, cộng 1. Đúng chưa? 1 mũ 3 thì bằng 1 bình trừ đi 0 bình. 1 mũ gì cũng bằng 1 mà. Bằng... Đây là 9 trừ đi 1 thì bằng 8. Thì chính là 2 mũ 3. 36 trừ đi 9 thì... Đúng không, 6636 trừ đi 9 thì sẽ còn là gì, 25, xin lỗi, à, 36 trừ 9 là 27, 3 mũ 3 cũng là 27, bằng 100, mà trừ đi gì, trừ đi 36 thì còn 64, 4 mũ 3 cũng bằng 64. 0 cộng 1, tất cả bình thì cái này bằng 1 bình, cái này cũng bằng 1 bình. Nhưng cái dưới này là 3 bình là 9 Đây là 4 cộng 1 là 5 5 bình 25 Đây là 8 cộng với 9 là 17 Đúng chưa? Đấy Tiếp tục ta đến với nội dung của bài số 3 Thực hiện các phép tính Thế các em nhớ rằng là ta phải làm các phép lũy thừa trước đúng không? 2 x 5 mũ 3 là gì? 125 trừ 36 chia cho 3 bình là 9. 2 x 125 thì bằng 250. Trừ 36 chia 9 bằng 4. Thì ta được là 246. Câu B. 3 mũ 3 là 27 x 19 trừ 27 x 12. Ta sẽ không đi tính từng cái biểu thức nhân này một mà ta sẽ rút 27 ra. Trong ngoặc còn 19 trừ đi 12 bằng 19 chứ 12 thì sẽ được là 7 thì ta sẽ thực hiện phép tính là 27 nhân 7 đấy thì ta chỉ tính một lần phép nhân thôi đúng không bằng 189 chứ nếu các em nhân này nhân này thì nó rất là mất thời gian câu C tương tự vậy ta thấy có 17 là nhân tử chung ta rút ra còn 131 cộng 69 bằng 17 nhân với 200 bằng 17 x 2 là 34 sau đó em thêm 2 số 0 vào được chưa ta được 3.400 câu D đầu tiên ta phải ở đây các em nhớ rằng người ta bắt thực hiện phép tính thì em có thể nhân từng biểu thức trong cộng trừ thoải mái không sao cả nhưng mà ta lên tính theo cách nào hợp lý nhất nên thường sẽ có cái dạng bài là tính theo cách hợp lý ở đây ta rút 13 ra trong ngoặc còn 75 cộng 25 rồi trừ 140 bằng 13 nhân với 100 trừ 140 13 nhân 100 thì là 1300 sau đó các em mới trừ 140 thì ta được là 1160 được chưa? Đấy. Tiếp theo câu E này ta sẽ có là gì? 50 trừ 30 trừ đi 6 trừ 24 bình là 16. Bằng 50 trừ đi 14 và bằng 36. Được chưa Bài 4. Dùng 5 chữ số 9 cùng với dấu phép tính và dấu ngoặc để viết giấy tính có kết quả bằng 10. Có nghĩa là ta cho gì? Kem 5 cái chữ số 9. 9. 9. Đấy. Người ta bắt em viết các cái phép tính như nào để cho kết quả nó bằng 10. Được chưa? Thì cái này này rất là dễ thôi. Các em cứ thử tư duy xem là mình sẽ làm như nào để ra được 10. Đấy. Thì chắc chắn 10 sẽ bằng 9 cộng 1. Mà muốn xuất hiện số 1 thì sao? Thầy ví dụ một cách. Thầy ví dụ một cách thôi nhá Nhân này. Đóng mở ngoặc. Nhân này. Đóng mở ngoặc. Chia. Chia. 9 x 9 chia cho 9 x 9 thì bằng 1 đúng không? Cộng 9 bằng 10. Đấy, được chưa? Đấy thì thầy ví dụ cho một cách. Tiếp tục ta đến với bài số 5. Ta đến với bài số 5 này. Dùng máy tính bỏ túi để tính thì những cái bài dùng máy tính này thì các em có thể tự bấm được nhé. Được chưa? Thầy sẽ không cần phải làm những cái bài này với các em nữa. Ta sang bài số 6. 60 trừ 3 x trừ 2 bằng 51 thì ta sẽ có là gì? 3 nhân x trừ 2. Ta sẽ chuyển cái trừ 3 nhân x trừ 2 sang vế phải thì chuyển vế thì đổi dấu thành cộng. 51 chuyển sang trái thì 60 trừ 51 thì ta được 9. x bằng 9 chia 3 thì bằng 3. 3 mà x trừ 2 bằng 3 thì x bằng 5. Câu B. Ta có là gì? 4x trừ 20 bằng 2 mũ 5 mà chia cho 2 mũ 2 thì còn 2 mũ 3 2 mũ 3 là bằng 8 20 cộng 8 là 28 28 chia 4 thì x bằng 7 Được chưa? Đấy Tiếp tục Sang bài 7 Bài 7 thì người ta không cho kết quả Mà người ta chỉ cho một cái phép cộng 6 phép nhân 3 Thế thì tùy ý các em có thể viết Lấy số này là số nào cũng được. Được chưa? Đấy. Ta có thể ghi ở đây là 1 đi. Thì 1 cộng 6 là 7. 7 nhân 3 thì đây là 21. Các em lấy số này mà lớn thì đương nhiên phép tính nó lớn thôi. Chả nhường gì cả đâu. Nhưng mà nó sẽ khó tính hơn. Đúng không? Đây lấy tiếp ở đây là 1. Nhân 6 thì bằng 6. 6 3 thì bằng 3. Đấy. Lấy số 1 thì phải dễ làm hơn không? Tương tự như vậy thì cái bài 8 tìm y các em cũng hoàn toàn có thể tính được theo như bài nội dung của bài 6 đúng không? Đấy, ta làm phép chia này. Ta chuyển vế ta lấy cái số này trừ đi rồi ta lại trừ tiếp cái 10425 này. Bây giờ ta sẽ sang bài 9. Những bài làm mà giống hết rồi thì sẽ để các em tự làm. Ta sang bài 9 này. Tìm số tự nhiên x biết rằng Đây ta đang có một loạt phép tính đây đúng không? Ta sẽ làm cái phép 8 x 6 này và chuyển về trước này thì ta được là 288 chia cho x-3 tất cả bình bằng 8 x 6 là 48 chuyển về là 50-48 thì còn 2. Chưa? 288 mà chia cho x-3 tất cả bình bằng 2 thì ta được là x-3 tất cả bình bằng 288 chia 2. 288 chia 2 thì bằng 144. Được chưa? Thế thì suy ra. Ta có gì? X 3 tất cả bình bằng 144. Thì x chữ 3 sẽ bằng. 144 này các em để ý này. Nó sẽ bằng là 12 x 12. Chính là bằng 12 bình. Thì x 3 tất cả bình bằng 12 bình. Thì x 3 bằng 12. Được chưa? Đấy. Thì từ đây suy ra. X sẽ bằng. 12 cộng 3 là 15 x bằng 15 nó sẽ còn một trường hợp nữa đó là gì x trừ 3 bằng trừ 12 suy ra x bằng trừ 9 tuy nhiên đối với cái trường hợp bằng trừ 12 này thì các em có thể bỏ qua được tạm thời có thể bỏ qua bởi vì hiện tại thì các em chưa học số nguyên âm hiện tại theo chương trình các em chưa học số nguyên âm do đó là gì kết quả của một phép bình phương bằng một số thì sẽ ra một số dương số âm thì cái trường hợp số âm này các em chưa học nên có thể bỏ qua chấp nhận các em lấy đáp án là x 3 bằng 12 suy x, x bằng 15 là đáp án duy nhất của các em thì vẫn được điểm nhé được chưa tiếp tục ta đến với bài số 10 bài số 10 là bài rất quen thuộc trong cái đề kiểm tra cho vừa lũy thừa vừa cộng trừ nhân chia vừa có ngoặc nhọn tròn vuông đấy thì các em nhớ là mình phải theo quy tắc đúng không các em đừng có máy móc là cứ tròn trước vuông sau nhọn cuối cùng mà là gì? Cứ ngoặc bên trong thì làm trước, ngoặc bên ngoài thì làm sau Bởi vì như thầy đã bảo trong phần lý thuyết rồi, đúng không? Khi có nhiều ngoặc, nhiều hơn ba ngoặc thì sao? Nuôi làm gì còn đủ cái loại ngoặc tròn, nhọn, vuông nữa Mà có thể phải dùng một loại ngoặc nào đó hai ba lần Thế thì đương nhiên không thể theo quy tắc kia được nữa Đúng chưa? Đấy Thì ta phải theo quy tắc đó là gì? Cứ bên trong thì làm trước, bên ngoài làm sau Ở đây ta sẽ có X bình trừ 6 bình trừ đi 8 bình là 64 trừ 97 63 mũ 3 trừ 7 nhân 5 mũ 3 trừ 5 nhân 3 ngọc nhọn mũ 3 bằng 1 đấy chưa đã là ta xử lý cái ngọc này là thầy khai triển ra thế bây giờ ta sẽ được gì x bình trừ 6 bình là 36 này trừ đi 1 mũ 3 là 1 trừ đi 7535. Mũ 3 trừ đi 5315. Mũ 3 bằng 1. Thế thì 36 trừ 1 trừ 35 thì bằng 0. 0 mũ 3 thì vẫn bằng 0. Như vậy ta sẽ chỉ còn là gì? X bình trừ 15 mũ 3 bằng 1. Được chưa? X bình trừ 15 mũ 3, tất cả mũ 3 bằng 1. Mà rõ ràng là gì? một lũy thừa muốn bằng 1 thì nó sẽ là gì? Cái cơ số này sẽ phải bằng bằng 1 đúng không? Đấy thì ta sẽ có là x bình trừ 15 bằng 1 x bình bằng 16 thì suy ra x sẽ bằng cộng trừ 4. Các em có thể chỉ cần ghi số 4 cũng được. 4 bình 16 mà trừ 4 tất cả bình cũng là 16. Nhưng theo nội dung chương trình thì em vẫn có thể ghi là x bằng 4. Vẫn chấp nhận được kết quả đấy nhé. Được chưa? Tiếp tục này Ta đến với bài 11 Tìm các số tự nhiên x, y biết rằng Đấy những cái phép tính này thì Thực ra các em chỉ cần lấy máy bấm thôi đúng không Lấy 663 x 851 Rồi các em chia cho 897 Biểu thức này thì đây ta sẽ bấm máy đây 663 nhân với 851 Chia cho 9 897 X của em sẽ bằng 629 được chưa? Đấy. Nhưng mà những cái biểu thức này mà tính tay thì nó rất là mất thời giờ. Vì nó số nó quá là lớn, đúng không? Hoặc như biểu thức bên này cũng vậy, ta có thể bấm máy được ngay này. Các em lấy 89 bình. Trừ đi 102. Đúng chưa? Đấy. Xong lấy 9187 trừ đi 9187 trừ đi cái kết quả vừa rồi ta được 1368. Y chia cho 409 thì bằng 1368. Thế thì y sẽ bằng gì? 1368 nhân với 409 bằng Đấy, số y rất là lớn đúng không? 559512 Được chưa? Đấy. Hoặc là như bài 12 xét xem các đẳng thức sau đúng hay sai. Các đẳng thức sau đúng hay sai? Thứ nhất là cái chỗ này chắc là đang thiếu đây, nó phải là 13 bằng 13 bình này. Thì việc còn lại là các em sẽ phải tính các cái vế trái vế phải này Xem nó có bằng nhau hay không Nếu bằng nhau thì đúng đúng không Thầy tính thử câu đầu của bài 12 thôi Ta có 10 bình Cộng 11 bình Cộng 12 bình Bằng 365 Ta có 13 bình Cộng 14 bình Cũng bằng 365 Như vậy đẳng thức, thức này là đúng Được chưa Đó Tiếp theo, bài 13, người ta cho các số 13, 140, 2 và 50. Người ta bắt điền vào các cái phép tính cộng trừ nhân chia này để sao cho kết quả bằng 317. Thế cái bài này nó sẽ khó hơn. Bởi vì sao các em phải đi dò xem là nó phải cộng trừ như nào đấy để được 317. Đấy. Thực ra ta sẽ phải đặt các cái số bốn số này vào bốn vị trí này để ước lượng, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là nó lên đến tận 317. Ấy thì ở chỗ này phép nhân phải là một số khá là lớn thì mình nhân ra được 317. Nếu lấy 140 nhân 2 thì ta mới được 280. Đúng không? Đấy. Nếu lấy 280 mà cộng với 50 thì được 330. 330 mà trừ 13 thì 317 đúng không? Thì đây ta sẽ được là 140 nhân 2 cộng 50 trừ 13 bằng 317. Nếu bạn nào không nhầm được như vậy thì các bạn sẽ phải cứ đảo các vị trí các số này cho nhau đến khi nào bằng 37 thì thôi. Như vậy nó hơi bị lâu bởi vì việc đảo bốn cái số này là khá là nhiều trường hợp. Được chưa? Đấy. Hoặc tương tự như cho cái trường hợp số 53 này cũng vậy. 53 là một số nhỏ mà đúng không? Chỗ này ta sẽ lấy cái gì? 140 trừ 2 nhân 50 chính là bằng 40. Cộng thêm 13 thì sẽ là 53 đúng không? 140 trừ 2 x 50 còn là 40 nhá cộng 13 thì sẽ ra 53 đúng chưa đấy. tiếp tục ta sang cái phần bài 14 thì nội dung của bài 14 thì khá là quen thuộc rồi mình làm rất là nhiều rồi đúng không đấy thì các em có thể tự làm những câu như này ví dụ như câu B thầy lưu ý này ta phải nhóm 17 ra trong ngoặc còn 85 cộng 15 là 100 100 x 17 là 1, 1700 mà trừ đi 120 thì còn 1580. Đấy. Thì nếu bạn nào làm tốt thì có thể nhầm nhầm miệng phép tính cho thầy. Nếu làm tốt thì thầy khuyến khích là lên nhầm. Hoặc ví dụ như biểu thức này, 5 trừ 1 là 4, 4 bình 16. 30 trừ 16 thì còn bao nhiêu? 14. 20 mà trừ 14 thì kết quả bằng 6. Đấy, thì thầy khuyến khích là các bạn nhầm phép tính nhé. Chứ còn nếu mà tính máy thì con này nó đơn giản lắm. chưa? Bởi vì có nhẩm được các phép tính thì cái tư duy toán của bạn mới có thể phát triển được. Bởi vì cái kỹ năng tính toán nó đi kèm với rất nhiều các cái phần kiến thức sau này mà đúng không? Tương tự, ta đến với bài 15, tương tự ta đến với bài 15. Thế thì nội dung 15 và 14 là giống nhau. Đấy, và thầy sẽ chữa cho các bạn cái câu trông vẻ phức tạp như này. Bằng 25 x 7 Đúng không? Em phải lấy 25 x 7 đã Thì bằng 175 Cộng với 125 Thì ta được là 300 Đúng chưa? Đấy, như ta có 12 Chia cho 400 Chia cho 500 Trừ 300 500 trừ 300 còn 200 400 mà chia 200 thì được 2 12 chia 2 thì bằng 6 đúng không? Người ta được 12 chia cho này 400 chia cho 200 Đúng không? Bằng 12 chia 2 và bằng 6 Đấy, những cái biểu thức Trông nó nhiều cái loại ngoặc thì các em phải lưu ý Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau Hoặc như câu C Hoặc như câu C đi Ta sẽ phải lấy 256 chia 16 là 13 x 17 vân vân đúng không? 256 chia 16 thì bằng 16 13 x 17 bằng 221 trừ đi 16 cộng với 14 chia 7 bằng 2 trừ 1. Nhiệm vụ đến đây là quá đơn giản rồi đúng không? Đấy. Như vậy ta sẽ có là gì? 221 trừ đi đây là trừ 16 trừ 1 là trừ 17 cộng với 2 trừ 17 cộng 2 là trừ 15 thì 221 trừ đi 15 thì ta được là 206. Đấy là việc thầy nhầm bởi vì thầy biết được về số âm rồi Nhưng đối với các em thì các em không thể nhầm được Trừ 16 trừ 1 là trừ 17 được Vì các em chưa học số nguyên âm Do đó các em chưa làm quen được với phép tính cộng trừ các số âm Do đó các em sẽ phải lần lượt lấy 221 trừ 16 Được bao nhiêu cộng 2 rồi trừ 1 Thì đấy mới là cái phép tính thuận của các em Được chưa? Đấy, chứ các bạn không được làm trừ 16 trừ 1 như thầy nhầm nhé Bắt buộc lấy 21 trừ 16 trước rồi cộng 2 rồi trừ 1 hoặc em có thể làm phép tính 2 trừ 1 trước đấy nhưng không được làm phép tính trừ 16 cộng 2 vì đây là một phép tính ngược chương trình các em chưa học đến ta sang bài 16 ta sang bài 16 đây thầy sẽ làm mẫu con g đi 6 mũ 2007 6 mũ 2007 nếu em làm cái phép trừ này thì rất là to mà không thể làm được Em phải bắt buộc phải nhân tung ra Đây chính là chia cho 6 mũ 2006 Trừ đi 6 mũ 2006 Chia cho 6 mũ 2006 Bằng 6 mũ 2007 chia 6 mũ 2006 Thì còn 6 mũ 1 là 6 Trừ đi Đây là gì 6 mũ 0 thì bằng 1. Rồi thầy ghi 61 60 là nhé Thì bằng 6 1 và bắt kết quả bằng bằng 5. Được chưa? Đấy. Thế thì tương tự cho các cái câu mũ to này các em cũng hoàn toàn làm giống như câu G. Sang câu C đi. Sang câu C này. Ta sẽ có là 2 nhân 7 3 mũ 3 3 mũ 2 còn 3 mũ 1 là 3 chia cho 4 cộng 99 trừ 100 bằng này. 7 trừ 3 là 4. Trong ngoặc trước mà 4 trừ 4 là 1. 1 cộng 99 là 100. 100 x 2 là 200. 200 trừ 100 thì kết quả còn 100. Được chưa? Đấy là kết quả tính. Hoặc sang câu N. Thầy sẽ làm một số câu thôi vì các bài tập này nó tương tự rồi các em hoàn toàn làm được. Sẽ bằng này. 25 nhân với 8 trừ đi 49 nhân 2 chia cho 2 như vậy ở đây ta đang thiếu mất một cái ngoặc 25 trừ 8 đây ta sẽ bỏ ngoặc này đi vì ngoặc này không cần thiết nhân 6 7 nhân 2 mũ 5 là 32 bằng này 25 x 8 bằng 200 không? 200 mà trừ đi 49 nhân 2 thì còn là 102 mà chia cho 2 thì bằng 51. 51 nhân 6 thì bằng 306 và trừ đi 7 nhân 32 thì bằng 82. Đấy, các em cứ tính đúng theo thứ tự đấy. Ở đây còn một dòng nên thầy chỉ viết kết quả thôi. 200 trừ 98 còn 102 chia 2 thì còn 51. 51 nhân 6 và trừ đi 7 nhân 32. Được chưa? Đấy. Tiếp tục. Ta đến với câu 17. Ta tiếp tục ta đến với câu 17 này. Bài 17 của mình chính là gì? Đi tìm số tự nhiên x. Chính là dạng bài tìm x mà thôi đúng không? Đấy. Thì thầy sẽ làm mẫu thử cho em câu A đi. Một trong những câu cũng đơn giản thôi. Cái dạng bài là mình làm nhiều rồi. Ta có 70 trừ 45 ta sẽ được này 70 trừ 45 chuyển vế đổi dấu là 5 nhân x trừ 3 bằng 70 trừ 45 thì các em sẽ được là gì? 25 25 bằng 5 nhân x trừ 3 thì ta sẽ có gì? 25 bằng 5 nhân x trừ 3 suy ra x bằng 25 chia 5 bằng 5 x trừ 3 bằng 5 thì x phải bằng 8 đúng chưa đấy hoặc như sang bài 18 vì bài này chỉ là phép cộng trừ nhân cộng trừ là chính thì rất là đơn giản ta sang bài 18 thì nó gồm cả lũy thừa thế thì ta sẽ làm câu uh, câu b nhé 2 mũ 3 là 8 cộng x trừ 3 bình là 9 bằng 5 mũ 3 là 125 Trừ 4 mũ 3 là 64 Thế thì 125 Trừ 64 thì có phải bằng 61 không? Lấy 61 trừ đi 8 Bằng 53 Thì ta sẽ có là gì? X trừ 9 bằng 53 Thì suy ra x bằng 9 cộng 53 là 60 62 Xin nữa Ờ ok đúng rồi 9 cộng 53 là 62 Được chưa? Đấy thì các con còn lại các em hoàn toàn thể tự làm được Hoặc là như bài 19 Bài 19 thì nó chỉ là gì? Cái phép chia và phép nhân vân vân Có kết hợp ngoặc thôi Thì như câu đầu tiên này 15 chia cho x cộng 2 bằng 3 Thì ta sẽ có x cộng 2 bằng 15 chia 3 bằng 5 Thì suy ra x sẽ bằng 5 2 là 3 Đúng chưa? Đấy Tiếp tục <laughs> Ta sang bài 20 Bài 20 là bài mà có nhiều cái ngoặc nó kết hợp với nhau. Thầy sẽ làm mẫu câu C đi. Bằng 375 chia cho. Hoặc nhọn giữ nguyên này. 32 trừ này. 4 cộng. 3 bình là 9. 9 5 4 5. 4 5 mà trừ 4 2 là còn 3. Đúng không? Đấy là một tròn trước. 375 trừ chia cho 32 trừ đi 4 cộng 3 là 7 làm đến ngọc vuông được chưa 375 chia cho 32 trừ 7 thì được gì 25 trừ 14 có người là ta làm nốt ngọc nhọn cuối cùng là ta làm tịch trái sang phải đúng không 375 chia cho 25 bằng 15 trừ 14 kết quả bằng 1 được chưa Đấy Tiếp tục Đây Bài 21 câu G đi Câu G thì có cái mũ 0 Sợ các em sẽ bị nhầm Đấy. Thầy sẽ làm tắt 303 Trừ 3 nhân với ngọt nhọn 655 Trừ 18 chia 2 là 9 9 cộng 1 là 10 4 mũ 3 Là 64 cộng 5. Chia cho 10 mũ 0 thì bằng 1. Cái gì mũ 0 cũng bằng 1. Được chưa? Bằng 303 trừ 3 nhân. 10 nhân 64 là 640. 655 trừ 640 thì còn là 15. Cộng 5 là 20. Được chưa? Đấy. Chia 1 thì vẫn bằng trình nó thôi. Nên ta chỉ còn là 30, 303 trừ 3 x 20. Và bằng <laughs> 3 x 20 là 60 đúng không? Thì 303 mà trừ đi 60 thì bằng 243. Đấy, các em hết sức lưu ý nhá. Được chưa? <laughs> bài, 22, bài 22 tìm ích thì nội dung đơn giản rồi. Vì ta làm rất là nhiều rồi. Thì các em tự làm tiếp cho thầy. Ta đến với bài 23. Đến với lợi dung bài 23 này. Cũng là bài tìm x. Ok. Ở đây thầy có cái câu g này. Có vẻ lạ lạ dạng. Ta sẽ làm câu g này. 5 mũ 2 x trừ 3. Trừ đi. 5 bình là 25. Hoặc các em có thể tinh ý là các em chuyển này sang. Bây giờ chuyển sang thì các em sẽ được là gì? Thôi rồi thầy cứ tính đi.

vì 5 mũ hai x 3 bằng 5 mũ 3 thì hai cái mũ phải bằng nhau vì ở dưới là cơ số 5 giống nhau rồi. Thì 2 x 3 bằng 3 thì 2 x bằng 6 và x bằng 3. Được chưa? Đấy thì cái câu này hơi lạ dạng một chút thì thầy sẽ làm mẫu cho các em. Tiếp tục ta sang phần tính chất chia hết của một tổng. Ta luyện tập thêm về phần tính chất chia hết của một tổng. Người ta bảo xét xem tổng sau có chia cho 8 hay không. 48 chia cho 8 đúng không? 6848 8, 7856 Thế thì hai này chiết cho 8 thì đương nhiên nó sẽ chiết cho 8. Nhưng 17 thì không chiết cho 8 rồi. Đúng không? Thế thì đây. Hiệu sau chiết cho 6 hay không này? 54 36 đều chiết cho 6 thì hiệu này chiết cho 6. Nhưng 14 thì không. Đúng không? 14 thì không thì chắc chắn phải là không chiết cho 6. Tương tự như vậy cho các cái cặp ba số này các em cũng thể tự làm được. Đúng chưa? Đúng không? Ok nhá Thì những bài dưới đều tương tự thế đúng không? Xét xem các tổng sau hiệu sau có chiết cho một số nào đó hay không. Thì các em chỉ cần áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 vào là có thể làm được cho thầy. Được chưa? Đấy. Ví dụ như câu này thì 14 không chiết cho 6. Thì làm sao mà 600 giữ 14 chiết cho 6 được? Đúng không? Đấy. Hoặc như câu này. 120 chiết. 48 hết Nhưng 20 này lại không. Thì đương nhiên là cái tổng này không chiết cho 6. Đúng được chưa vân vân đấy như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho các em nội dung của bài số 6 trong chương trình toán của mình đó là thứ tự thực hiện phép tính và tính chất chiết của một tổng thế thì cái bài thứ tự thực hiện phép tính này cùng với bài các phép toán cộng trừ nhân chia và bài lũy thừa đó là ba bài bốn năm sáu của mình là ba bài hết sức cơ bản nó liên quan đến tất cả các phép tính sau này của các em bởi vì các phép tính của em thì chỉ gồm gì các phép cộng trừ nhân chia phép lũy thừa và thứ tự theo cái ngoặc của mình đấy nên các em làm chắc được 3, bài bốn năm sáu này thì sau này các cái phần tính toán về mặt số học mà không dùng để máy tính thì các em hoàn toàn thể làm chủ được được chưa ok à, như vậy là buổi học của thầy hôm nay kết thúc ở đây tạm biệt các em hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo chào các em nhé.